Tai nạn xe lửa ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ làm 10 người chết, tin từ Mersin. Ít nhất 10 người đã bị thiệt mạng và 5 người đã bị thương vào hôm nay khi một đoàn xe lửa đụng vào một chiếc xe bus chở các công nhân nhà máy ở thành phố Mersin, phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc xe minibus đang chở những người lao động đến một khu công nghiệp ngay bên ngoài vành đai của thành phố đã bị đụng trên đường ray bởi đoàn xe lửa đi lại giữa Mersin và tỉnh Adana. Video trên trang mạng của thông tấn xã Dogan cho thấy chiếc xe minibus bị nghiền nát nằm bên cạnh đường ray và các nhân viên y tế đang tìm cách đưa những người bị thương ra khỏi chiếc xe. Đài truyền hình nhà nước TRT cho biết 10 người đã bị thiệt mạng. Năm 2004, một chiếc xe lửa tốc hành đã bị trật đường ray trên đường đi từ Istanbul đến thủ đô Ankara, làm chết 36 người và làm bị thương hàng chục người khác, là một trong những thảm họa tồi tệ nhất của ngành đường sắt quốc gia.